Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hôm nay mình sẽ đưa quý vị đi thăm cái mô hình bẻ cá hồi của bà con ở núi Mẫu Sơn nuôi nhé quý vị. Nào chúng ta cùng đi nhé. Đây, hai anh em anh em đi xem cái bẻ cá hồi của người dân người ta nuôi ở trên núi Mẫu Sơn nhé quý vị. Đây là cá hồi là nước, phải nước lạnh nhé các bạn nhé. Đây là cá ăn được. Nhưng mà cá này anh vẫn thấy nó chưa to, nếu mà trên Hà Giang anh thấy nó to lắm Sương. Cái này còn bé. Để anh nhìn thêm. Đây nhé các bạn. Đàn cá nó bơi dưới nhiều lắm, như kiểu nước nó cứ sóng sóng ấy, mình nhìn cũng thấy mấy hệ thống phun nước vào này các bạn này. Đấy. Tiếp tục lên trên bể trên nhé. Ui, nhiều bể lắm các bạn. Đây. À, cứ bể này nó chảy xuống bể dưới thôi nhỉ. Con này con to chứ không phải tầm cân rồi đấy nhỉ. À đây chất thức ăn của nó đây kìa. Đây thức ăn. Cá hồi A Trình. Của anh Trình à? A Trình. A Trình. A Trình Mẫu Sơn. Núi Mẫu Sơn. Nhiều lắm. Nhưng mà bể này nó sâu nước. Mình mới được. Ba bể rồi. Bể này là bể thứ tư. Nước lạnh lắm. Nước ở trên đỉnh núi nó chảy xuống. Và cái đầu tư cái hệ thống này cũng khối đấy nhỉ. Ui, bẻ này nhiều lắm. Ô, cái lưng nó màu xanh xanh nhỉ. Nhiều. Đây, các bạn thấy không? Nhiều. Này, nó cái nước nó cứ chảy này quanh năm thôi nhỉ. Rất nhiều cá nha các bạn. Bẻ trên này chắc là không có cá đâu nhỉ. Bà trên này anh nghĩ chắc là bà kiểu đang để lọc nước. Đây các bạn. Đây là bà lọc. Em bắt được một con rồi. Anh nguồn nước thì chắc anh lấy ở trên cái suối ở trên này. Các ống. Đây mình thử đi lên trên này trước xem cái đầu nguồn nước ở đâu nhé. Mình nhìn trên cao lắm. Chắc chọn trên cao. Mình quay xuống các bạn nhé. Nên cái mô hình nuôi cá tầm nha các bạn nhé. Nhìn từ trên xuống này các bạn thấy.
Đây là cái khe suối chắc là bị chặn ở đoạn trên thôi các bạn. Thế này thì vợt thế nào được? Thế này thì vợt thế nào được? Yeah. À, thế này vợt thế nào được? Thôi, bắt rồi. Sâu lắm. À, thế thôi, bắt làm gì? Thế chả trách nhà anh ấy bảo là không ấy là được, phải thôi. Anh, ví dụ nước nó tầm khoảng 20-30 phân thì vợt nó dễ chứ. Sâu hàng mét này, hơn mét này vợt nào đấy. À, khó đấy. À, thử thử. Đây là em Sương nó thử vợt. Vợt con cá về ăn nhá. Khó ấy, anh nghĩ khó đấy. Nó thấy là nó chạy đấy. Có đấy. À. Nó bơi nhanh như kia mà. Mình không làm quen khó vợt em ạ. Cái bể này là ít nước nhất đấy. Mấy cái bể trên kia nó đầy ạc nước ấy. Không sao, đang mát. Khe suối các bạn. Đây mát lắm. Cái hệ thống nuôi cá của người dân ở đây nhé các bạn nhé. Thấy mấy thằng cu con ở dưới này làm gì ở dưới này không biết. Thôi mình cũng vừa đưa quý vị xem cái hệ thống nuôi cá nước lạnh nhé. Cá tầm nhỉ em nhỉ? Cá hồi. Cá hồi nhé các bạn. Mình cũng xin dừng video tại đây nhé. Đây, hôm nay lên đỉnh Mẫu Sơn nhé, các em nó đãi bữa cơm này. Xương đây là đãi thịt với bạn Lý Châu. Đây là thịt lợn à, lợn bản đúng không? Đây là lợn bản. Thôi ở đây ăn thôi. Tôi ở nhà chiều em gần như ăn rằm nữa. Rằm rằm tháng 7. Món này nữa là món cái gì kìa? Dạ dày trâu. Dạ dày trâu nữa nha các bạn nha. Dạ dày trâu xào sở. Toàn món đặc sản miền núi thôi nhé. Ngon. Đây là su su luộc nóng hổi. Su su thịt này. Su su mỏng.